điều gì sẽ xảy ra khi căng vợt 8 u 20 cân <laughs> xin mời anh em cùng dự đoán à, ờ, máy của anh lên bao nhiêu cân máy anh máy anh thử lên tối đa bao nhiêu cân thử xem là anh thử lên tối đa bao nhiêu kịch rồi ui rồi chẳng nhẽ cho kịch không thôi 20 đi 20 cân nhá 20 cân cho số cho đẹp thử thách uh, kịch khung 20 cân nếu như mà nó sập luôn là mình mất luôn 80.000 tiền cước còn nếu mà không sập thì mình sẽ được xem hết toàn bộ quá trình. <laughs> Anh em dự đoán thử xem là nó có sập hay không?